Hoa hồng không chỉ là biểu tượng của tình yêu bất diệt, đầu cháy, mà còn loài hoa đại diện cho vẻ đẹp hoàn mỹ, quyến rũ và không thể chối từ. Tuy nhiên, cũng giống như những loài hoa khác, hoa hồng cũng bị một số bệnh sâu bệnh tấn công. Và trước đây, một giải pháp rất được ưa chuộng là sử dụng thuốc trừ sâu hóa học để bảo vệ loài hoa xung đẹp này. Sử dụng thuốc trừ sâu hóa học cho hoa hồng, những hiểm họa khó lường đến từ sức khỏe của bạn, bạn có biết? Hơn 260 nghiên cứu trên toàn thế giới đã tiến hành khảo sát tác hại nghiêm trọng của các loại hóa chất nông nghiệp. Kết quả cho thấy chúng liên quan đến một số loại ung thư, ví dụ như ung thư vú, tuyến tiền liệt, não xương, tuyến giáp, đại tràng, gan và phổi. Ở một số nghiên cứu khác, trong số 567 nông dân tuyển dụng tại Pháp giai đoạn 1998 đến năm 2000, có đến 83 nông dân đã mắc phải các triệu chứng của bệnh trầm cảm. Những người nông dân này phải tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp với thuốc trừ sâu. Lời khuyên của các chuyên môn là nên tránh phơi nhiễm với thuốc trừ sâu với bất kỳ hình thức nào có thể, dù đó là hiện diện trong môi trường sống của chúng ta, trong thực phẩm hoặc là trong nguồn nước. Vậy có cách nào giúp cây hoa hồng kích rễ, kích mầm, sạch nấm bệnh, diệt sâu hại mà vẫn an toàn và hiệu quả? Hiểu được nhu cầu trồng và chăm sóc hoa hồng, cần phải có những cái sản phẩm an toàn hiệu quả. Dưới sự nghiên cứu của trường Đại học Bách khoa Hà Nội, công ty cổ phần sáng tạo Bách khoa đã cho ra đời combo sản phẩm chế phẩm sinh học thảo mộc Becaphat và chế phẩm sinh học thảo mộc Anisat hoa hồng. Đây là bộ combo sản phẩm toàn diện dành cho vườn hồng muốn thoát khỏi tình trạng cây bị sâu bệnh, còi cọc, chậm phát triển, nhưng không phải bằng các sản phẩm trừ sâu hóa học độc hại. Combo chế phẩm Anisat, chế phẩm Becaphat đã kích rễ, kích mầm và tiêu diệt sạch nấm bệnh sâu hại như thế nào? Chế phẩm sinh học thảo mộc Becaphat được sản xuất 100% bằng thảo mộc. Chính vì thế, chế phẩm an toàn với sức khỏe con người và môi trường xung quanh. Chế phẩm sinh học Becaphat không độc hại với người và động vật liều lượng cao. Còn về thảo mộc Anisat là sự kết hợp nhuần nhuyễn từ các đặc điểm tự nhiên của các thảo mộc, chất saponin và bộ kết có tác dụng hạn chế virus, ức chế virus, vi khuẩn, kháng nấm, làm sạch môi trường giác thể trồng và không khí. Các thảo mộc còn lại góp phần khiến sâu bọ chích thuốc ngừng phá hại, di chuyển đi chỗ khác và dần chết dần. Vườn hoa hồng nhà bạn sẽ thay đổi như thế nào khi sử dụng combo chế phẩm sinh học thảo mộc Becaphat và chế phẩm sinh học thảo mộc Anisat cho hoa hồng? Các loại côn trùng gây hại như nhện đỏ, sâu, rẹp, bọ trĩ, ốc sên và các loại nấm bệnh như thân đen cây, đốm lá, tháng thư, đuối đâu, đốm vàng trên cây hoa hồng cũng bị tiêu diệt. Kích mầm, kích rễ giúp cây hoa hồng hấp thụ dinh dưỡng tốt, giúp cây khỏe mạnh, mầm chồi, mọc sai hoa. Dùng bộ combo chế phẩm sinh học thảo mộc Becaphat và chế phẩm sinh học thảo mộc Anisat hoa hồng định kỳ giúp cho cây hoa hồng phòng ngừa bệnh, phát triển tốt hơn. Với dòng sản phẩm độc quyền chuyên trị sâu bệnh, nấm hại và kích thích sinh trưởng cho cây hoa hồng, combo chế phẩm sinh học thảo mộc Becaphat, chế phẩm sinh học thảo mộc Anisat chắc chắn sẽ là sản phẩm an toàn cần thiết cho những ai đang cần về việc trồng hoa hồng, là phương án tốt nhất trong việc bảo vệ và chăm sóc cây hoa hồng một cách tối ưu nhất, tránh các tác nhân gây hại. Combo chế phẩm sinh học thảo mộc Becaphat và chế phẩm sinh học thảo mộc Anisat hoa hồng nhận được sự tin tưởng và khiến nhiều người tiêu dùng hoàn toàn yên tâm, vì có sự đầy đủ giấy phép, giấy chứng nhận chất lượng do cơ quan có thẩm quyền cấp. Vì sau ngày càng nhiều người đã thay đổi các sản phẩm trừ hóa học giới thiệu, hoặc người thân mình đã chuyển sang combo chế phẩm sinh học thảo mộc Becaphat và chế phẩm sinh học thảo mộc Anisat hoa hồng, bởi đây là sản phẩm hoàn toàn an toàn, tiện dụng, giúp tiết kiệm chi phí, bảo vệ toàn diện hoa hồng và được báo chí tuyên truyền đánh giá cao, được bà con nông dân đón nhận nồng nhiệt với chất lượng và giá thành hợp lý. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video.